A shot on the purple five in left centre or top left corner. Vâng, cú chém mỏng rất chính xác của Copin Chung, và ngoài việc ăn bi số 4 thì Copin Chung cũng gãi được bi số 9 ra khỏi tứ kết thứ tư giữa Aloysius Yap và Viktor Zielinski. Đó là hai trận tứ kết đang diễn ra. Hai trận tứ kết đã kết thúc thì gồm có trận đấu giữa Alexa Pesel đã loại Jason Shaw rồi. Trận đấu thứ hai là Fedor Goss cũng loại Robbie Capito của Hồng Kông. Như vậy là trận chúng ta còn 6 cơ thủ. Fedor Goss, Alex Vâng, thưa bạn Việt Bảo Đinh, thì mình cổ vũ cho Fedor Goss ở giải năm nay. Sau khi tức là Shane đã bị Trang Dung Linh loại với tỷ số 17 ở ngay vòng trực tiếp đầu tiên bạn nhé. Đúng rồi bạn ạ, Trang Dung Linh là người có lối đánh rất là kỹ càng tỉ mỉ. Có thể nói đó chính là khắc tinh của Shane Van Boning ở những giải đấu lớn đó. Tuy nhiên một cú đánh bi số 2 về phía lỗ góc bên phải phía trên gây ra tình huống khó đu giữa hai con bi cho Copin Chung. Think he's going to try and swerve around the nine ball, hit the rail and pocket the two. Extension please. Liệu vẫn còn đường cho Copin Chung đánh một cú A băng để ăn bi số 2 này không? Sẽ là một Copin Chung sẽ phải đánh bi còng một chút. Vâng, pha cân bi số 3 rất hay của Copin Chung. Bi số 4 thẳng tắp rồi. Copin Chung sẽ đánh bi số 6 lên lỗ góc phía xa, góc phía trên, chứ anh không cố gắng điều bi số 6 ở lỗ góc phía dưới để tránh cái. Như vậy là sau một ván bi giằng co về chạy đạn rất dài thì Copin Chung đã giành được lợi thế. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho Copin Chung. Nhưng mà có vẻ là Copin Chung đang muốn điều hẳn bi cái sang phía bên phải bàn để đánh bi số 4 về lỗ góc bên trái rồi. Vâng, một cú đánh như đặt của Copin Chung. The only time he really has lost the cue ball so far in this match was on the one ball in the last rack, but wasn't penalized for it in the end. Vâng. Using his one extension now in the rack. Đúng rồi các bạn ạ, Copin Chung đã đánh con bi 3 cắm cái vào đầu bi số 9 luôn để phanh bi cái lại. A bong móc bi số 5 ra và bi cái vẫn đứng yên ở đó. Vâng, chính xác là như vậy. Cú đánh vừa rồi thì giới chuyên môn gọi là kick and stick, tức là a băng dính cái lại đó. Đúng rồi các bạn ạ, cú chạy đạn của Max Lechner thì rất là sinh viên và nó làm cơ hội để Copin Chung chạy ngược lại.
Vâng, nhưng mà tình huống vẫn còn các bạn nhé. Tình huống vẫn còn. Nỉ dày hơn, nó cùng với là ma sát trên bàn nó sẽ nhiều hơn. Khi mà đánh phê thì bi cái sẽ đi khó lường hơn. Đó, đánh phê đặc biệt là cu lê phê còng thì bi cái sẽ đi khó lường hơn. Các cơ thủ sẽ hạn chế. He won our World Pool Masters title earlier on in the season. Fantastic win that was. The Big Brother Co. Can he play the bank shot? Oh yes, he can. Vâng, rất hay đúng không? Điều luôn bị. Vâng, đúng rồi, bạn Thắng Đức ạ. Đây là hai trận tứ kết bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, mình nghĩ là Kubin Chung và Alosiyev không phải mệt về thể lực đâu, mà hơi có một chút căng thẳng. Tại vì đây mới là trận thứ hai của mỗi cơ thủ trong ngày hôm nay thôi. Việc mệt là mệt về thể lực là gần như là không thể chấp nhận được. Vâng, chúng ta thì đã lỡ mất cú pha quay ở trên phía trên rồi. Và cùng xem hình như là vẫn còn ăn được. Có thể đè vào bị, đúng rồi, đè vào bi số 5. Mượn má bi số 5 và ăn bi số 2 rồi. Sẽ lại là một tình huống tiếp tục mượn má bi số 3 để ăn bi số 6. Dò bi số 6. Vâng. Tuy nhiên là cú đánh này thì sẽ phải tính toán kỹ để xem là bi số 6 sẽ đi ra đâu. À xin lỗi các bạn, bi số 3 sẽ đi đâu chứ? Bi số 3 sẽ đi đâu? Tại vì là bi số 3 không thể đẩy sang. Fedorov sẽ đánh trận bán kết vào lúc khoảng tầm 11 đến 12 giờ đêm nay nhé. Tức là tối ngày 30 tháng 9 bạn ạ. Vâng, Kubin Chung sẽ thực hiện một cú A băng từ băng dài. That's what he played. Đúng rồi, và bi số 3 sẽ được đẩy lên trên bi số cái. Một pha thủ lại của Kubin Chung rất hay. Với mục đích như dính bi cái ở phía cuối bàn và bi số 3 đẩy lên trên các bạn nhé. Đó không rùa đâu. Đó một cú đánh có tính toán rất hay của Kubin Chung. Yeah, this will just help him settle down again after that six ball. Thì sẽ là một cú đánh dựng băng dài, dựng dọc băng dài để điều bi số 5. Doesn't want to be on the rail or straight. It's a good recovery. Vâng, Kubin Chung đã xử lý rất tốt tình huống này. Tình huống còn 4 bi và Kubin Chung đang nắm lợi thế. Vâng, xin cảm ơn thông tin của bạn Emma Mettang 5.0. Bàn này là 670 triệu. Vâng, pha điều bi số 8 rất hay của Kubin Chung. Rồi, pha điều bi 9 này là điều chống trượt rồi các bạn ạ. Pha gọn bàn rất hay của Kubin Chung, đặc biệt là bi tình huống đánh bi số 5 vào lỗ giữa bên trái. Có một chút. Đúng rồi, bạn Sơn Phạm có nhận xét rất đúng ạ. Pesely đang, PCL đang có phong độ rất tốt và anh cũng rất lì lợm. Trong trận đấu với Jason Shaw thì có thời điểm anh bị dẫn với tỷ số 5-2, nhưng mà vẫn giành lợi thế ở trong khoảng 10 ván cuối. Anh đánh 10 ván cuối phải nói là rất thuyết phục. Vâng, xin cảm ơn bạn Đặng Đức Dũng ạ. Sau khi kết thúc phiên bình luận này thì mình chắc chắn sẽ đi làm bát phở.
Vâng, như vậy là Corbin Chung sau thời gian nghỉ ngắn thì đã giật lại được 2 ván. Có thể thấy là cái thời gian đó rất quý giá để Corbin Chung có thể ai cũng muốn vô địch một cái giải major của Metroom. Nó cũng tương đương với cả ở tennis là giải Grand Slam vậy. Theo cảm giác của mình là như thế. Tiêu chuẩn rất mới và rất hiện đại cho BA rồi, cho 9B rồi. Vâng, như vậy là Corbin Chung đã gãi thành công bi số 8 rồi. Quá hay các bạn ạ. Một cú đánh con bi số 8 phải nói là tuyệt vời. Lực như vậy thì cũng không thể nào mà đui được. Nếu như mà lực nhẹ hơn thì có thể là bi 8 phá dính bi số 9 là đui. Nhưng mà vừa rồi thì Corbin Chung đã đánh một con bi phải nói là thuyết phục. Đây rồi, điểm hưu. Điểm hưu rồi các bạn. Vâng, ván đấu phá bi cuối cùng của Corbin Chung rồi. Sau ván này anh sẽ không có cơ hội phá nữa, hoặc là ngồi chờ Max Lechner phá, hoặc là sẽ là bắt tay. At the US Open. Well, does the two ball go past the three? I believe he can sneak it past. Vâng, bi số 2 này có đường ăn vào lỗ góc bên phải phía dưới rồi, phía gần màn hình rồi. Rõ ràng đây là cơ hội của Corbin Chung và hy vọng là vâng, với các cái tác động này của Corbin Chung thì anh đang tính những cái đường bi tiếp theo. Có thể nói là Corbin Chung có một thói quen rất tốt, đó là anh khi mà phá bi xong thì anh sẽ rà soát lại tất cả những cái tình huống trên bàn trước khi mà đánh cú đánh đầu tiên. Đó là một thói quen rất tốt. Vâng, va viêm một chút vào bi số 3 nhưng mà không ảnh hưởng đến việc ăn bi số 2. Cơ hội đây rồi. Extension please. Vâng, xin chào Magic Pool, không biết anh có phải là anh Thành Kiên không ạ? This is a chance. Not only is it a chance to get through to tomorrow's semi-final in the biggest pool tournament the calendar year, it's a chance to get one back, get your own back. As Lechner was the man who knocked Corbin Chung out of last year's semi-final. What a shot he's played there. Vâng, một cú trô có kiểm soát rất tốt của Corbin Chung. Tuy nhiên tình huống vừa rồi thì bi số 4 nếu mà thẳng tắp thì sẽ về bi số 5 hay hơn. Chúng ta cùng chờ xem nên tình huống này có đủ góc để Corbin Chung đánh ép một băng ra. Và nó sẽ là băng phía trên hay là băng phía dưới lỗ giữa. Vâng, anh đánh xuống băng phía dưới và ra bi số 5. Góc này thì sẽ là đánh gãi cả bi số 6 luôn. Vâng, thời gian không còn và Corbin Chung phải rất nhanh để tìm được cái nối cho mình. Còn 17 giây, không, cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Không muốn vào mỏng bi số 6 đâu. Vâng, rất hay các bạn ạ. Một cú đánh rất tinh tế và chạm bi cái chạm bi số 6 sang lỗ bên phải rồi. Vâng, còn gì ngọt ngào hơn là một sự trả thù đòi món nợ năm ngoái trong trận bán kết. Max Lechner đã giành thắng lợi với tỷ số 11-10, một tỷ số rất cay đắng. One more good shot required.
he gets on this 8 ball, this match is over. Vâng, tì vào băng, một băng ra rồi gần như thẳng tắp vào lỗ góc bên trái phía gần màn ảnh rồi. But since then, Ko Ping Chung with the reset, and he's been untouchable since that point. Ok rồi, B9 thẳng tắp, B9 này chống trượt rồi các bạn ạ. Looked under the gun. He stuck in there, this, to make it through. Vâng, chúng ta cùng chúc mừng cầu thủ đầu tiên, cầu thủ người châu Á đầu tiên lọt vào vòng bán kết của US Open năm nay. With three consecutive breaks in